Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả anh em ơi. Di Khả xin kính chúc anh em xem video này vui vẻ nha. Và video ngày này cách ngắn bỏ lên kênh em. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ anh em mình mùng 2 tháng 9 nha anh em. Đấy, hiện tại bây giờ Khả đã chuẩn bị đủ 7.000 xu nè. Rồi nguyên liệu nè. Nguyên liệu mọi thứ 1.000. Dư được hay vứt. Đó. Rồi, mọi thứ 1.000, còn cái này đã tới là anh riêng ngồi nè. Anh thêm cái dư ngồi nè. Đó. Rồi ok. Giờ thì đủ nguyên liệu rồi. Về Tương Dương trung tâm ép đồ. Trước khi anh em tham khảo cái event này nó ra những vật phẩm và đồ gì thì chúng ta cùng xem trên cái màn ảnh nhỏ, Khải sẽ cho anh em xem thử như thế nào nha. Cho anh em xem thử đây. Cho anh em xem thử là anh Vinh có gồm cái gì. Đây nè. Như anh Vinh thì anh em xem nè. Thì đây là event mùng 2 tháng 9 vừa mới bắt đầu vào ngày 26 tháng 8. Thì nay là ngày 30 thì hôm nay là ngày thứ 3 thứ 4 rồi. Khải mới bắt đầu ăn. Đây là event mùng 2 tháng 9 nha nè. Thì ép thì chúng ta vẫn là ép là chân dự tương dung tâm không gì khác. Hộp nguyên liệu vừa rồi Khải mở rồi nè. Rồi ra áo nè, giày nè, nón quân nhân. Ba lô này là đó anh em Vinh Thiền Vạn. Và súng trường AK này là anh em Vinh Thiền Xu. Rồi sau khi ăn xong thì có huy chương chiến thắng của cái này chứ, mua chứ. Mua huy chương chiến thắng là 7 xu. À cái này là mua. Còn cái này là tiền dạng huy chương chiến thắng này, tiền vàng huy chương anh hùng là tiền xu. Rồi sau khi ăn thì có em Vinh cá nhân và em Vinh tốt bằng hội. Cái này là tiền vạn này, 7 triệu rưỡi một cái thì 1.000 cái thì được 7 tỷ 5. Cái này thì Khải chưa ăn, bỏ qua. Đây, Khải sẽ ăn bộ tranh anh hùng này nè. Đó, sử dụng thì được 1.000 cái và 15 triệu trên một cái thì Khải được 15 tỷ. 15 tỷ thì lên được một cấp và mấy chục phần trăm. Và sau khi ăn thì sẽ được hộp quà lỡ hộp mảnh như Thạch Anh nè. Rương đồ phổ Đình Bắc An Bang, rương đồ phổ Kim Phái, Hiền Tinh, Bảo Rương, Mật Tịch Bí Tịch, Lệnh Bài Bót, Đặc Biệt, Hồng Minh Thạch, Vòng Hoa Đô Tốt. Quân Huy Máu Lửa. À Quân Huy Máu Lửa này ăn thêm được 50 cái này nè. Ăn được thêm 50 cái thì ra đồ quá trời nè. Rồi để đọc tiếp tục. Rồi chống phá linh dược, chống phá linh đơn, càng khôn, linh bại, ba cái tống kim, thì tinh, tinh hồng nó có gì khác biệt không? Ba bí kíp, phụ nhân đỡ lại, phụ nhân độ, phụ nhân lộ quá tử thiên sơn, sắc thủy giảng, linh bại không độ. Anh có móc được mấy chục triệu thêm này. Vòng sáng, mạch nạ, khánh cả năm, 15 ngày. Và ngẫu nhiên được tiếp anh tinh và tiếp hòa tinh. Ngẫu nhiên được bạch chân đơn, hiện đơn. Một rương ngẫu nhiên gì? Ngẫu nhiên 1 đến 2 rương gia tạo hồng kim. Và ngẫu nhiên từ 0 đến 2 rương hồng kim trong bị bảo rương. Ôi, mấy cái này lạ này, cái này mới này nè. Đại thành 90, bí kíp 120, đại thành 120, bảo rương càng khôn. Để bảo một đặc biệt. Bảo quá khánh. Bảo bất tiểu. Thế nhân giới. Rồi ok, nó cũng giống tương đối như xe vừa Evan cũ thì không khác, không có gì khác. Nó chỉ khác cái chỗ là mở được hên xui có thể ra ngẫu nhiên 1 trong 2 rương gia tạo hồng kim. Và ngẫu nhiên từ 0 đến 2 rương hồng kim trang bị ngẫu nhiên này mà. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng ăn nha anh em ơi. Đây nè, giờ khải ép cái anh em quốc thôi. Quốc nhanh gọn nè. Phải mua 1.000 cái, ối cái gì vậy? Ối gì vậy? 1.000 cái bức tranh anh hùng mà. Rồi 1.000 cái đó sẽ ghép bức tranh anh hùng nè. Rồi là mua 1.000 huy chương anh hùng. Giờ mới ghép nè. Rồi Dứt Rồi chúng ta qua thành đồ đông dạo dạo. Anh Vinh cho anh em xem nha. Biết này bỏ trong được chưa? Mấy hôm không bỏ trong được. Khó quá. Ok vô. Anh Vinh bắt đầu. Để xem nó được gì nha anh em ơi. Một viên thiết tinh. Liệu có được 20 viên thiết tinh không? Một rương đồ phổ. Một thiên hữu lộ đặc biệt. Hai viên thiết tinh rồi. Ba viên thiết tinh rồi. Ngon. Ba viên tinh, bốn viên tinh. What the hell? Được của nó, được của nó. Ok, trong vòng 100 cái ăn được 4 viên tinh. 1.000 cái có thể 40 viên tinh không anh em? Ngon lành. Ok, chúng ta sẽ về thôn trang. Ok. Tiếp tục. Thì tinh đây. Mình chỉ cần thì tinh để mình đập đồ thôi nè. Thì tinh đây. Ôi, một cuốn kỹ năng 18 ngon đấy. Thì tinh nè, thì tinh nè. Thì tinh. Thì tinh. Thì tinh. Vẫn chưa ra thì tinh. Đã cho qua anh em. Đó, một viên thì tinh nữa. Cố gắng 20 viên thì tinh nha anh em. Cố gắng 20 viên thì tinh nha. Cố lên, cố lên. Chỗ má đồng, 6 đồng quá em ơi. Chỗ nào, chỗ nào. 6, 5 viên thì tinh này.
7, 6 viên. Tập kết 12, ok. À, đồng nó sâu lực đại lên anh em. Ui, mà đứng đầu 8 đồng vãi trưởng. Tập kết 1 ra, tập kết 12 này. Còn 40 giây em ơi, 45 giây. Thì tên, cứ thì tên là được. Thì tên đâu. Ui, trận tập kết 12 đồng đen Nhật ơi. Trận tập kết 12 đồng đen nha. Không ra được. Đồng vãi nồi luôn, chặn hết luôn rồi. Không đường ra luôn rồi. Qua 9. Qua tập kết 4 lên 9 em ơi. Qua tập kết 4 lên 9. Còn 15 giây. 10 giây, 12 giây. Tập kết 4 qua 9 em ơi. Đồng quá. Ra này, ra 9 này, ra 9 này. Chúng mày nhật quán này, nhật ơi, chúng mày nhật quán này. Ok, anh lộn nhá. Chúng mày. Ra 9 em, quán ra, nhắc nhanh. Đúng rồi, nhắc hàng của Neyman. Nhắc. Ôi, man phá mình rồi. Chết. Đúng rồi, nhắc đây. Đây, em quấn chưa? Đây đâu. À, hàng Tâm Quốc chạy ngang hàng L chạy ngang Tâm Quốc nó cần không hả? Ờ, cứ không hả, chịu rồi. Ok, được một quả. Rồi tiếp tục đổ bên này 100 cái được 2 viên thịt tinh rồi nè. Em được quả khỏe rồi. Thương anh được 2 quả rồi nè. Má đồng vãi lên. Thằng kia cờ, thằng kia ngó nọ cờ. Đâu 2 hàng đâu rồi quýnh. Chịu á, chịu chết anh nè. Ai, chờ đàn nhận tôn nữa nè. Thì được cố gắng lấy cái ít đồ tốt mà chua quá. Hết 300 cái rồi, 6 viên thịt tinh rồi nè mà. Đủ. Cố lên nè. Thịt tinh nào. Được 6 quả cũng ngon quá. À. Đây, phần lên độ. Khoảng 6 viên thịt tinh rồi chưa lên em ơi. Gần 400 cái. Trời ơi, này bắt đầu 400 4 cái thịt tinh liền được rồi. Rồi, nhỏ quá. Không ra luôn. Bốn thịt tinh đen quá, dính rồi. Qua chỗ khác. Dương à. Rồi, tiếp tục. Đó, 7 viên thịt tinh. Bị nhìn tin. Để tin ngay, thì tin ngay. Hello này mới vô nha. đang hên sao chạy đi thành khác. Hên xui nữa. Tại vì mình ăn thành đó được 4-5 cục là mình đi chỗ khác rồi nè. Xưa giờ khá hay vậy mà. Đờ mới 4 cục rồi ta. 5-7 cục rồi ta. Đâu, 8 cục. Lên thì tin ngay, thì tin ngay. Kiếm tên anh như mình ngay, 8 cục rồi. Cố lên. Trời ơi, 8 cục rồi em ơi. Lên nào. Gần 600 cái rồi em ơi, mất cái 8 viên thì tinh rồi. Đó, 9 cục. Ôi, hết đêm ô rồi. Ok. Mình sẽ cắt bớt 3 cái này tới vô trong tính đến sau. Tính là ăn thêm 1.000 này mỗi loại nè. Lấy kinh nghiệm nè. Rồi gì đây, ba lần bài boss này chắc đỡ vứt ai cho ai cho ai lấy nè. Boss này không có giá trị tầm này đâu. Diên hình tinh 1, diên tinh 3, ai bình phục diên, mấy bình phục diên bỏ trong luôn. Còn gì nữa không, sự đồ giang hồ. Rồi ba lần máu nè, máu vào trong khỏi chọc luôn. Đó không lộ nè. Mấy cái này không có giá nên khai bỏ cho chồng anh em ơi. Phú Duyên này nọ nữa nè. Mấy này sẽ đa lắm. Không có giá bao nhiêu. Rồi. Ba cái tống kim nè. Bỏ vô cho đỡ chặt rương nè. Tính tiếp nè. Rồi. Như này. Bàn nhược tâm kinh. Ok. Bàn nhược sốt nè. Sốt nè. Tiếp tục. Em có tiếp tục mở tiếp nè. Làm ăn như nào. Đó. 10 viên thị tinh. Let's go. Oh, 11 viên thịt tinh. Lên nào, thịt tinh nào. Thịt tinh nào. Đâu, 12 viên tinh, được. Cố gắng kiếm viên nữa nào. 12 này. Đồ. 2, 4, 6, 12 này mày. Cố gắng kiếm 5 viên nữa coi. 12 thịt tinh này.
12 nè. Đại lý tiền trang nè. Đâu không ra nữa. 3 viên đứng rồi nè mày. Phương Tùng Bắc ok. Bắt nè. Kiếm nem sáu viên nữa coi. Cần đâu. Đâu, còn 250 cá thôi nè mày. Cố lên, mới 12 viên thôi nè mày, nem viên ở đâu. Đâu hôm qua ông anh 20 mấy viên mà anh nhiều mấy 12 người ta. Đâu, 13 viên, 13 viên. Qua con số 13 rồi. 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 Tinh hồng. Nó làm gì nữa. Rồi, qua đại lý tiền trang nha. Ok, bên này được 1 viên thôi. Vô tổ mình cần anh nhà hình lắm hả? Tiếp tục. Còn 200 cá thôi em ơi. Ui, dù ở đâu. Như này. Mảnh thật anh. Mới 13 viên rồi em ơi. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Ra thêm 2 viên nữa coi. Hơi chua nè mà. Lần này có vẻ hơi chua rồi. 12, 13 viên người ta. Hết 100 cái rồi, quên đại lý không có luôn. Ôi, 14 rồi, 14 rồi. Ok, vô tôi biển kinh luôn. Ok, anh em thích đi đâu là cứ comment. Vô tôi biển kinh luôn, vô. 14 rồi anh em ơi, 14 rồi. Em 29 viên luôn ạ. Wow, vãi liền anh Bình 29 viên, vãi thiệt. Đây này, 24, 14 viên rồi anh em ơi, 12 viên rồi. 1, 2, 3, 4, 14 viên rồi. Kiếm 2 viên nữa. Tên nào? Vài chục cái cuối cùng. Tên nào ta? Mới 14 thôi em ơi. 15, ok. Thêm viên nữa 16 rồi, 16 rồi. 16. 16. Ôi, không đủ 16 luôn. 30 ô. Cái cuối cùng này, cái cuối cùng nó sẽ double một nồi nữa nè. Nó double một con nồi nữa. Cuối cùng nó đã một một nồi này. Bỏ cái này vô. Bỏ cái này vô. Bỏ chặt rừng. Máu me tông kim này. Bót này. Bót này. Bót này. Cá nhân này. Rương này. Băng hội này. Tinh hồng này. Rồi ok rồi đấy. Vô nè. Cái cuối cùng 30 ô à. Bằng nhựa. Bằng nhựa nè. Bằng nhựa nè. Sốt nè. Bảy bình hữu duyên nè. Kênh 1 nè. Sáu cục lách nè. Ông kim nè. Rồi ok, phun rượu. Khui. Đây này. Đây này. Trời, bí kiếp 9x. Ôi, gì chọc 3 quyển. Còn quyển 9 dữ trời. Ông kim chấm mảnh. 2 đường bài bot. Mạch nạ càng khôn. 200 triệu 11 ngày nữa. Rồi ok. Rồi thử lời lỗ nè. 7 kim. Bảy kim mà thu lại một. À còn cái này nữa, còn 50 cái này nữa. Khui tiếp tục anh em ơi, khui tiếp tục 50 cái này này. Quân huy máu lửa nè. Khui nha, coi sát sẽ tinh luôn nha. Bỏ vô đây. Không bỏ được. Đâu cũng xanh, không bỏ được. Mới nhân hình tinh này bỏ trong đây. Rương ở đây, đây, đây. Rương may mắn rồi này. Khui. Ôi, sợ bí quyết nữa chứ. Tưởng đạt thành 120 có 3 kim rồi. Tưởng thành 130 có 3 kim rồi.
Đã đây sao em ơi, sao em ơi. Còn một phút. Má gì đen dữ ta. Còn 50 giây. Ok. Ok ok. 50 giây. Ok chưa Dương ơi. Ok chưa. 45 giây. Rồi qua xong tin vả lên ông anh còn 40 giây à. Đâu, khai mở được cuốn kiện năng mới. Nói chung là hỏi nhận được chưa mà chút chừng nào giao dịch cũng được. 30 giây. Nhận được rồi đúng không? Hui nè. Coi nhận được thật. Ok chưa? 25 giây. Thì tính đâu? Đâu, gì đây? Hỏi coi nhận được chưa. Ồ, một viên tin nữa. Chúng được. Anh em giao dịch tao cũng được. Rồi, nhận được rồi. Rồi, ok, vậy tí giao dịch nha. 10 giây. Trời ơi, toàn gì thiệt là không. Không. Nó quấn dữ rồi trời. 5 giây. Ra quả, vô quả. Vô quả, vô đứng vị trí quả, khai bảo cơ vậy, đứng vị trí quả đi. Nhanh. Tụ xanh má nó quấn mình, con mẹ. Má, nhặt cái đây, nhặt đây. Nhặt đây. Khổ. Trời ơi, đang nhặt đây tình em, nhặt đây. Ôi, quên lộn xạ luôn. Đâu. Hữu dân. Đồng vái trưởng, ok. Được. Thì tên nào. Trời ơi, gì vậy? 1, 2, mới 16 viên thôi. Đồ, không được 20 viên rồi. Đen dưới ta, mình ăn đen dưới ta. 1, 2, 3, 4, 5. Bạn nhược, bạn hết. Rồi, tiếp tục. Anh em như nộp cá nhân, nộp tập bàn đi nè mày. Bót. 1, thì tới đâu lớn cho tám cho thân phù xe quá trời luôn. 16 viên rồi em ơi, đậu nhỏ vậy bằng nhựa thì tới đâu chủ yếu tiền thì tên đủ cho mấy cái này nhiều gơ luôn. Thiên cơ lần trời ơi rồi phun đương luôn rồi em ơi, 16 viên rồi nha. Áo phương lương bước mấy cái này qua xe còn lon nào đây. Rút lại giao dịch chứ bữa 40 là tôi lấy luôn rồi ngựa. Giờ đưa anh phong rồi cũng giờ bị hay bông kỳ lắm chúng lúc đó thì tên nào lấy rồi cho anh phong cho rồi lúa nó cũng ít ít quá. Có 16 viên thì tên rồi em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16. Tính thử lời lỗ cho anh em xem nè. 16 thì tên thì tầm này dao động khoảng 150 xu. Thì 16 thì tên là được 2 kim 4. Rồi 2 kim 4. Cuốn sách này chắc khoảng tầm 300 xu. Nuốt được không? Ok, 300 xu là thành 2 kim 7. 2 kim 7 cái này nuốt rồi đúng không? Còn cái này 9 cái rương này là 900 xu. Cộng 900 xu là được 3 kim 6 rồi. Cái này bỏ lên trên. 3 cục này được 300 xu nữa này. 3 cục chân trắng được 300 xu này. 3 chân đơn này 300 xu nữa là 3k9. Rồi lệnh bài boss đại. Lệnh bài boss này thì lệnh bài 2 con này thì được 1 kim 4. 2 con này được 1 kim 4 nè. Lệnh bài boss cao thủ này được 1 kim 4. Cộng 1 kim 4 được 5 kim 3. Càng khôn này tầm này được khoảng 500 xu. Là được 5 kim 8. 5 kim 8. Cục này được 100 xu. 5 kim 9. Nãy dư một cục nữa, nãy có một cục khả nuốt rồi là 6 kim. Nói chung là không lỗi nhiều anh em ơi. Lỗi chỉ 1 kim thôi nhưng mà mình bù lại được kinh nghiệm nha anh em. Đó, nói chung hôm nay anh thì tên không được nhiều. Hôm trước anh được 26 cục. Hôm nay được có 16 cục à, thảm quá. Lỗ hơn 1 kim thôi không sao anh em ơi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ ngừng video ở đây. Anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ Khải video lần này một like chia sẻ chơi anh em ơi. Lần này thì nói chung là lời lỗ không quan trọng nhưng mà nói thiệt là vui thì mình thu lại được kinh nghiệm cũng như là gần một cấp hơn cho xe là ok rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi sang boss nha nè. Anh em xem video anh Vinh vừa rồi đừng quên ở lại cho Khải like chia sẻ chơi nha. Cánh hai cái nữa. Hai cái kỹ năng. Rồi, điểm dư quá trời.
Còn cái hộp này thì sợ không ai mua đâu nè. Hộp này thì mở ra hình xua toàn mảnh không. Rồi, hộp này thì không ai mua nữa rồi. Cuốn này thì khoảng 50 xu không ai thì mua rồi. Tại vì đa số còn lon xài chứ không có bán được tầm này nữa. Rồi, ok anh em ơi. Mở mảnh nè, mở không ăn thua anh em ơi, cái mảnh này không ăn thua đâu. Ở trong bang mở quá trời không được gì nè, toàn rác quá rác. Tại vì phải mảnh 8, rồi mảnh 100 mảnh cho. Phải gom đủ 8 mảnh hoặc là 100 mảnh thì mới mở được căng lắm. Ok anh em xem video đừng quên cho Khải video này một like chia sẻ chơi nha. Bây giờ thì chúng ta cũng đi xem boss nha anh em ơi, tiếp tục xem boss tiểu đại cho bạn nha.